Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì cuối tuần mấy anh em mình chơi pizza nha mọi người. Đó, ông bạn mình, ổng gác điểm mình, ổng cười dữ lắm nha. Với lại là mình bị thua mấy ván trước rồi, ổng gái dữ lắm nha. Đó, bây giờ mình thực hiện cái series điểm của mình nè. Điểm nha mọi người. Cái môn mình chơi là môn pizza ba băng. Đó, thì cuối tuần mình giải trí, tập luyện thể dục thể thao một chút xíu với môn pizza này. Và mình cũng rèn luyện tâm lý luôn nha mọi người. Đó, cái môn pizza này chơi mình thấy là rèn luyện tâm lý rất là hay. Đó, thì hiện tại ông bạn mình ổng đi toilet rồi. Khi mà ổng đi ra mình báo ổng là đi 5 điểm là ổng không có tin nha mọi người. Đó, thì hên là có cái camera ngay sát bên luôn. Đó, nên mình đã có thể chứng minh cho ổng được. Đó, và bây giờ mình tiếp tục mình đi thêm điểm thứ hai nè. Đó, thì chơi môn pizza này mình phải bình tĩnh một chút xíu nha mọi người. Mình phải coi đường cho nó kỹ hơn bây giờ phần đó. Hai điểm nha mọi người. Yeah. Đó, và đây sẽ là điểm thứ ba của mình. Yeah. Mình rất là cay nha, bữa giờ bún pizza ăn mình rủ mình hoài. Đó, mình rất là cay. Và đây sẽ là điểm thứ tư. Và đây là điểm thứ năm của mình. Đó, cái này rất là dễ nha mọi người. 5 điểm lụm lúa. Và cái trái bi này mình nghiệm dữ lắm nhưng mà mình quýnh hụt. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Cảm ơn mọi người, chào mọi người. Ha 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 ha!